Tổ huệ năng biết à, tự tánh của mình là vốn thanh tịnh. Cho nên cái người nào mà thanh tịnh, các vị biết không, vị hai vợ chồng mà bây giờ cái người chồng vốn thanh tịnh thì cái chuyện mất một số tiền lớn, à, ví dụ mất 1.000 đô, thì cái người vợ là khóc lóc bức đầu bức tai thì ông chồng vẫn thấy bình thường. Tại vì ông thấy cái đó không có gì là nghiêm trọng, nó cũng chỉ như là một cái pháp giả tạo, nó đưa đến để mà thử thách cái tâm mình. Nhưng bà vợ là không chấp nhận được, cho nên bà phải buồn, rồi tóc bà bạc, chết cha rồi vì 1.000 đô đầu bạc rồi, lại phải đi nhuộm, nhuộm xong nó vẫn là bạc. Tại vì cái buồn, cái khổ nó ảnh hưởng vào trong gì? Trong thân, vào trong cái tâm của con người, nó làm cho con người chóng già, chóng chết. Còn cái người thanh tịnh thì cái việc mất tiền đó, ủa vậy hả? Thế thôi. Giống như vị thiền sư đó, mà ở bên Nhật Bản, một vị thiền sư rất nổi tiếng, mà người ta đem cái đứa con đến bảo đây là con của ông phải nuôi. Thì ông nói thế à? Chứ ông có bảo nói đây không phải con tôi đâu có biết cái thằng bé này là con ai. Ông đâu cần nói, ông nói thế à, bình thường. Nhưng các vị nghĩ đi, tại sao ông nuôi? Cũng phải có duyên, có nhân, có duyên, có quả gì đó mà ông vui vẻ thế à, ông nuôi. Rồi cái gia đình người ta ân hận, sám hối quay trở lại nói đây không phải con ông, con của cái ông bán cá ngoài chợ, chúng tôi xin đem về, lại sám hối ông. Ông cũng thế à, không có buồn gì hết. Nhưng mình thì đâu có được như vậy. Danh dự của tôi nè, uy tín của tôi nè, bộ có tiếng không có miếng nào hả? Không được à. Đó. Nhưng chúng ta sẽ thấy do các vị đó không bị ảnh hưởng bởi các pháp trần, cho nên như bất động. Và lúc đó ngũ tổ mới nói rằng nếu ai nhận được bản tâm mình là vốn thanh tịnh, đúng xứng đáng là trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Mình trở về tự tánh thanh tịnh là mình thành Phật. Nhưng khó, cho nên mình vẫn là chúng sanh. Nhưng bây giờ khó mà không nói là không được. Phải nói là trong mỗi chúng ta đều có chân tâm, đều có Phật tánh. Còn Ngài Trần Nhân Tông, Sơ Tổ Trúc Lâm, kết thúc bài cư Trần Lạc Đạo Phú, Ngài nói như thế nào? Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Tức là thấy cảnh mà tâm không sanh thì đó là thiền. Phải không nào? Đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền. Tức là thấy cảnh mà tâm mình không có khởi các động, các niệm, các buồn, các vui thì đó chính là chúng ta thiền. Cho nên ngày nào mà thấy cảnh mà các vị lập tức phản ứng thì chúng ta chả có thiền miếng nào hết. Mà thấy cảnh, phải không? Mình tập chứ còn chưa thể nào mà vô tâm được. Nhưng mà tập bình thản hơn, bình tĩnh hơn, hít vào, thở ra, A-di-đà-phật là chúng ta đang thiền. Chứ không cần đợi ngồi xếp bằng kiết già mới là thiền. Được chưa? Các vị phải tập. Nó khó cũng phải tập. Bởi vì cái gì đến rồi nó cũng sẽ vào quá khứ hết. Nó kinh khủng cách mấy, vài phút sau nó đã là quá khứ. Nó hay như thế nào, chút nữa nó cũng vào quá khứ. Thầy trò mình thương nhau lắm chứ, thương lắm, quý lắm. Sư cảm nhận điều đó. Nhưng rồi lát nữa đây, cái đồng hồ nó chạy éo vào quá khứ, đâu có tìm lại được. Cho nên Heraclit, một triết gia phương Tây đã nói, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mình tới mình đạp cái dòng nước, nhấc chân lên, đạp chân xuống thì cái dòng nước đã không phải là nó rồi. Nó đã đi qua rồi. Tất cả chỉ là giấc mộng thôi. Đời nhà Đường có một nho sinh họ Lữ đi thi không có đỗ, đi thi rớt. Trở về dọc đường vừa buồn lại vừa đói. Ghé vào một ngôi chùa bên cạnh khu rừng xin bữa ăn. Chùa nghèo, nhà sư không có gạo,
nên lấy kê nấu cháo kê đãi khách. Tại vì ông xui chứ ông vô hiền như Tịnh Thất là có đồ ăn rồi. Vô chùa này nghèo quá, lấy kê ra nấu cháo. Thì nấu cái kê thì không có chín liền, cho nên ông mệt quá. Đã học biết bao nhiêu, bây giờ thi rớt nữa, lại bụng đói nên nằm ngủ đỡ. Chàng thấy trong giấc mơ lại thấy mình thi đỗ. Đó, thi đậu á, được làm quan chức cao, nhà vua gả công chúa, phong làm phò mã, sinh con đẻ cái, đi trấn nhậm một nơi, vinh quang phú quý không ai bằng. Nhưng đi đến nửa đường bỗng gặp quân giặc đánh. Cái ông Lữ này chống cự không lại nên bị lính nó giết chết. Xe kiệu cũng bị đập phá tan tành. Chúng thọc cạo cổ hai vợ chồng, đưa gươm kề vô họng chuẩn bị giết. Ông giật mình la lên, mở mắt ra thì thấy nồi cháo kê chưa chín. Tức là một cái giấc mơ mà thấy thi đậu lấy vợ sanh con làm quan, mà mở mắt ra nồi cháo chưa chín. Tức là tỉnh giấc kê vàng chưa có gì hết. Nghe chưa nào? Tỉnh giấc chiêm bao. Trong tác phẩm Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều cũng có câu: giấc nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Giấc nam kha là giấc mơ, bất bình là trời giấc mơ đẹp như vậy, mà rồi cuối cùng cũng phải mở mắt ra. Hết giấc mơ rồi, đối diện là hai cái tay không, một nồi cháo chưa chín là bụng đói muốn chết luôn. Và chúng ta, mình như vậy mình nói không nằm mơ chứ gì, nhưng giấc mơ của mình giấc mơ trăm năm, chứ cũng không phải là thật. Vì nếu thật thì nó sẽ như vậy hoài, nhưng nó biến động, nhỏ, lớn, già, chết, và lại trong cõi luân hồi nữa. Đố các vị nói có cái gì là bền chắc lâu dài, cái gì là thật trên thế gian. Đồng ý không? Như vậy là đời ta cũng tựa giấc nam kha, xây dựng vun đắp một đời hư ảo phỏng có ích gì. Là vì hôm nay sư nói chuyện khác hôm qua. Hôm nay là bắt đầu mình biết tu hơn rồi, thì phải thấy cái gì ở trong tay mình. Rồi sắc đẹp, dù tiền tài của cải cũng chỉ là một giấc mơ. Đó. Mà nếu mình cứ vun đắp cho giấc mơ đó thì coi như mình cũng cái người không có biết tu gì hết. Cũng như tất cả mọi người trên thế gian, được thì vui, hết thì buồn. Vì vậy mà hôm qua sư nhắc câu hỏi của một cư sĩ hỏi Phật: kiếp sau vẫn muốn tiếp tục vợ chồng vui thú trần gian, phải làm sao? Đức Phật đồng ý: hãy sống tốt rồi gặp lại cho nhau. Đó. Tại vì họ đâu có chịu đi lên, họ thấy cái cuộc sống trần gian như vậy là tuyệt vời rồi. Nhưng mà với cái nhìn của bậc giác ngộ, chúng ta đang đắp xây mộng ảo mà thôi. Còn mình sống á, thì mình ôm lấy cái giả này xem như thật. Trên người vợ thì tu muốn lên, mà ông chồng nói: thôi em, mình sống vậy tuyệt vời quá rồi, lên trễ làm gì? À, lên trời hai đứa hai nơi, thôi anh chị muốn làm người trần gian. Hôm nay phượng nở huy hoàng, nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau. Dưng dưng phượng đỏ trên đầu, tìm em anh biết tìm đâu bây giờ. Bây giờ tìm kiếm em đâu, em ở đâu thì tìm kiếm ông ra. Cho nên Đức Phật đã muốn gặp lại nhau, sống tử tế đi, thì kiếp sau tự nhiên gặp. Còn bây giờ chuyện này chuyện kia, không muốn gặp vẫn gặp, mà khổ lắm. Cho nên á, nó lên trời hai đứa hai nơi, nên anh chỉ muốn làm người trần gian. Còn Đức Phật dạy cho chúng ta biết, cuộc sống đây chỉ là mộng ảo. Mà muốn nhận ra được cái điều đó là phải tu tập. May mắn lắm mình mới có cái tuệ giác để nhìn thấy cuộc đời này như giấc mộng. Cái người phải có tu mới nói chuyện này được. Chứ nói đời như giấc mộng, sư nói gì như giấc mộng, sư mới ăn xong tô phở mà sư nói đời như giấc mộng thì sư đừng có ăn đi. Người phải biết tu mới biết cái gì nó cũng mới đó
rồi mất đó. Mới là hiện tại, đã là quá khứ. Cho nên đem tâm về trụ với thân để cho chúng ta phải bắt đầu hướng đến cái sự tu tập, giải thoát, giác ngộ. Chúng ta ai cũng thừa nhận trước sau vẫn là mình, từ bé cho đến già. Nhưng mà tâm của mình là triệu triệu thứ trong tâm mình, chứ đâu có một. Phải không nào? Đó. Sư Hương Nhũ vẫn là sư đây. Nhưng từ nhỏ cho đến bây giờ, trong tâm này hàng tỷ tỷ là các cái gì? Các cái thể trạng của tâm. Khi thiện, khi ác, khi vô minh, khi trí tuệ, khi xảo quyệt, ghê gớm, khi hiền từ nhân đức. Không thiếu một cái gì hết các vị. Đó. Cho nên chúng ta lại nhận cái tâm chạy lên chạy xuống biến động như vậy là mình, thì quá khổ. Mình là cái thứ chạy biến động không ngừng, mình nhận nó là tâm của mình, thì tội nghiệp cho mình quá các vị. Đó. Bây giờ lúc suy nghĩ, mình phải biết mình đang suy nghĩ cái gì. Bây giờ đang nghe pháp là tôi biết tôi đang nghe pháp đây. Mà lúc không suy nghĩ phải biết là mình không suy nghĩ gì hết. Như vậy cái suy nghĩ đó là gì? Là cái đối tượng thôi. Tại vì sư nói là sư biết sư đang nói. Sư suy nghĩ về cái bài pháp đem tâm về trụ với thân là sư biết sư đang nói về cái đề tài đó. Thì tất cả những vấn đề đó là đối tượng. Phải không nào? Đối tượng mà sư nhận biết. Đó, cũng như sư ngồi đây, sư là đối tượng để các vị nhận biết. Bài pháp sư nói là đối tượng để cho các vị nghe và nhận biết. Mà đối tượng tức là khách, là cái bên ngoài. Suy nghĩ của các vị cũng là cái để các vị nhận biết. Hồi sáng nay mình nghĩ cái gì ha? Nghĩ vui, nghĩ buồn, nghĩ tốt hay nghĩ xấu? Thì cái suy nghĩ đó là đối tượng, nó là cái bên ngoài, nó không phải là cái của mình. Bởi vì cái khách mà, đó, cái không phải là mình mà mình nhận lầm là mình. Thì trong kinh thường gọi nhận sáu thức, đó, tức là sáu tên giặc là lục tặc là mình. Đó. Thì thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là ngũ uẩn. Còn lục căn là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là lục trần. Còn lục căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý. Cứ sáu cái căn này tiếp xúc vào sáu cái trần, tức là mình nhận, nó sinh ra sáu cái thức. Thấy không nào? Vui, buồn, thương, ghét là cái ý thức của mình. Mình nhận nó chính là con mình. Nhận tặc vi tử. Mình nhận cái ở bên ngoài đâu đâu á làm con của mình, cho nên mình mới đau khổ. Bây giờ các vị buồn, sư an ủi chỉ là cái ngọn thôi. Các vị nắm cái bài tu tập đem tâm về thân thì các vị có thể giải quyết được một số vấn đề khổ đau ở trong cái gốc của nó. Cho nên bao nhiêu kinh điển, bao nhiêu pháp tu, Đức Phật đều xoay quanh cái vấn đề hãy chặn cái tâm suy nghĩ lăng xăng, hỗn loạn đó mà nhiếp tâm. Niệm Phật nhất tâm, sám hối nhất tâm, tụng kinh nhất tâm, tọa thiền nhất tâm để trở về cái định. Và trong cái định đó mình không nhận những cái lăng xăng của pháp trần là mình. Được chưa các vị?